Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Hôm nay, người dẫn chuyện của chúng ta là thầy hiệu trưởng. Các bạn đoán đúng rồi đấy, Shin kinh dị đã đến rồi đây. Tớ sẽ tổng hợp tất cả những tập quỷ dị cho mọi người cùng xem. Vậy nên hãy nhớ theo dõi thường xuyên nhé. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của những ông lão kỳ lạ. Họ nhìn giống đội phòng vệ quá, liệu có phải đến từ tương lai không? Chúng mình cùng vào lớp thôi nào. Tập phim Chuyện ma ở trường mẫu giáo. Mọi người đã bao giờ nghe về 7 câu chuyện bí ẩn và đáng sợ được lưu truyền trong trường học và bệnh viện chưa? Một trong số đó đã xảy ra tại trường mẫu giáo Futaba đấy. Đêm nay là đêm cuối cùng diễn ra bữa tiệc ở lại trường. Học sinh hai lớp Hoa Hồng Dương và Hoa Hồng sẽ được ngủ cùng nhau trong hội trường. Nói là ngủ nhưng chẳng ai chợp mắt được vì hôm nay thực sự rất vui. Cứ nghĩ đến việc mọi thứ sắp kết thúc khiến Masao cảm thấy cô đơn quá. Shin cũng cô đơn lắm nên muốn ở cùng Masao suốt đêm cơ. Đột nhiên giọng nói của ai đó vang lên, hỏi mọi người đã bao giờ nghe về 7 bí ẩn trong trường học chưa? Trong đó có một cái rất đáng sợ. Khi đi lên và xuống bậc thang trong trường mẫu giáo, sẽ đếm được số bước khác nhau. Masao sợ hãi trùm chăn kín đầu, cậu ta liên tục phủ nhận rằng mình không nghe thấy cái gì cả. Ủa, bạn Bo ngủ rồi hả? Bo đã từng nghe về cầu thang bí ẩn đó, nó thuộc một trong 7 bí ẩn nhưng không rõ nằm ở đâu. Kazama trấn an các bạn, chỉ là lời đồn đại mà thôi, mọi người cứ yên tâm mà ngủ đi. Đến nửa đêm, khi cả trường đã say giấc, Masao buồn tè đến gọi Kazama dậy rủ đi vệ sinh cùng. Cái toilet nằm ở tận cuối hành lang, sau cánh cửa kia, dũng cảm đến mấy Kazama cũng phải sợ. Cậu ta lại gọi Nene, Nene là con gái không giúp được nên phải gọi bạn Bo. Đông người như này thì không phải sợ gì cả. Bốn đứa cứ thế mở cửa và tiến vào hành lang. Chợt Bo nhận ra nhà vệ sinh hôm nay xa hơn mọi ngày thì phải. Đám nhóc cố gắng trấn an rằng chỉ là do trời tối và tưởng tượng quá nhiều thôi. Đột nhiên Shin xuất hiện thì thầm vào tai khiến Nene hét toáng lên. Ba đứa kia sợ quá chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Mọi người để ý nhé, trên tường bên ngoài cửa có treo một bông hoa đỏ. Các bạn trách mắng Shin vì tự dưng xuất hiện mà không báo trước, tí thì làm Masao tè ra quần rồi. Sau khi tắt điện, cảm giác sợ hãi ùa về. Đột nhiên, Shin phát hiện bên kia có một chiếc cầu thang. Bo và Shin đề xuất nên kiểm tra cho chắc ăn, nếu cứ để vậy mà về thì cũng chẳng ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều, lỡ lại buồn tè nữa thì sao ta? Thế nên Masao đi kiểm tra một mình nhá. Không, đi tè một mình tớ còn không dám, sao có gan leo lên chiếc cầu thang này chứ? Ok, thế để Kazama xử lý nha. Kazama không giấu nổi nỗi sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sao Shin không tự làm đi, người chẳng bao giờ suy nghĩ như cậu, thích hợp hơn đấy. Được rồi, cái gì cũng đến tớ không à? Để coi, số bước khi đi lên và đi xuống khác nhau sao? Đúng là một chiếc cầu thang đáng sợ. Shin bắt đầu những bước chân đầu tiên. Trời ạ, đếm kiểu đấy thì vô tích sự lắm. Thôi để cho bạn Bo đi, cứ Bo làm là yên tâm nhất. Cơ mà đi chậm như rùa thế này, chắc sáng mai mới xong quá. Nene kệ mình là con gái nên đùn đẩy cho Kazama. Thôi thì dùng kéo bố bao phân định nhá. Nene thắng, Kazama thua. Cậu ta run lên bần bật, dặn lòng phải cố gắng vì không thể trông cậy vào ai được nữa. Đến bậc số 9 thì đột nhiên Shinosuke xuất hiện. Tớ lo lắng cho Kazama nên mới chạy theo đó. Mồ hôi toát hết rồi kìa. Thấy Shin định chuồn, Kazama giữ lại, ngỏ ý muốn cùng nhau chinh phục cầu thang này. Cơ mà đếm tới mấy rồi nhỉ? Hai bạn bắt đầu lại từ đầu. Kazama cứ đếm, còn Shin cứ nói luyên thuyên. Chợt Shin dừng lại vì có điều quên chưa nói cho Kazama biết. Thật ra Shinosuke vẫn đang nằm ngủ ở đệm nãy giờ đấy. Kazama hồn bay phách lạc, chạy thục mạng xuống dưới. Cái tên này chỉ phá đám là giỏi, để người ta tự làm một mình vậy. Kazama chạy nhanh hết sức và lên tới tầng 2, tổng cộng 39 bước. Ánh mắt cậu chú ý đến bông hoa đỏ gắn trên tường. Sau khi chạy xuống cũng đếm được 39 bước. Suy ra, đây chỉ là một cầu thang bình thường, không có gì đáng sợ. Tốt quá, cảm ơn sự dũng cảm của Kazama nha. Bình minh đã đến, sau khi gấp đệm, các bạn trở về lớp của mình. Khi chạy đến nhà vệ sinh, họ rất bất ngờ khi không thấy cầu thang đêm qua đâu. Bông hoa kia cũng không ở trên tầng 2. Cô Yoshinaga tò mò đi đến hỏi chuyện. Cô khẳng định không có cầu thang nào cả, vì trường mẫu giáo Futaba chỉ có một tầng mà thôi. Không có tầng 2, vậy rốt cuộc chiếc cầu thang mà đội phòng vệ đã gặp đến từ đâu? Tập phim Đi hồ bơi với bố. Một chiều nọ, Shin háo hức vì bố Hiroshi vừa nhận được phiếu giảm giá đến hồ bơi. Mẹ Mise chắc không đi đâu vì áo tắm cũ rồi, mẹ còn chưa mua cái mới. Yên tâm, chẳng ai thèm ngắm mẹ đâu mà. To gan quá nhỉ, nay dám chọc tức nóc nhà luôn hả? Dạo này mẹ cũng tăng cân, bụng thì to, mỡ tay thì nhũn, sao mà dám tự tin mặc áo tắm trước mặt mọi người chứ? Thằng quỷ này, tròn xoáy đầu thần trưởng luôn. Mẹ dỗi rồi, hai bố con tự đi đi. Đến chủ nhật, bố con nhà Nohara tâm trạng rất phấn khởi. Mùa hè đi bơi thì mát phải biết, quan trọng hơn là còn có rất nhiều chị gái mặc bikini đó nha. Nhưng đời không như mơ, bãi đỗ xe thì chật kín, dòng người xếp hàng đông như quân nguyên. Thôi không sao, càng nhiều thì càng chắc chắn sẽ có các chị gái xinh đẹp. Mẹ Mise lại không có ở đây, hôm nay đúng là ngày tuyệt vời. Vào phòng thay đồ, Shin than thở vì nhìn đâu cũng chỉ thấy đàn ông, mùi nồng nặc ám ảnh ghê. Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Ơ kìa, sao mặt hốt hoảng thế? Bởi vì bể bơi chật kín chỗ rồi, hai bố con mình chơi ở đâu đây? Sau khi định vị được các chị gái, Shin bỏ rơi bố mà chạy theo luôn. Vì là biển nhân tạo nên sóng không dữ dội cho lắm. Đang tận hưởng thì Shin tò mò mấy miếng dán trên người bác kia nên hỏi chuyện.
Xong cái bà ta quay sang lườm bố Hiroshi bằng ánh mắt dò xét. Thôi thôi, chuồn là thượng sách. Bố chợt nhận ra, khi có sóng mọi người sẽ tập trung tại đây và những chỗ khác sẽ trống. Còn lâu nhá, cậu chợt phải đợi một tiếng nữa cơ. Sông lười thì chảy chậm gì, làm bố tưởng tượng mình như một túi rác đang trôi vậy. Hai bố con quyết định lên bờ ăn trưa sớm. Oan gia ngõ hẹp thế nào, bố lại chạm phải bàn tay của bà ban nãy nên bị mắng cho một trận. Hai bố con đứng xếp hàng mua hot dog, tiệm mì yakisoba vắng khách bên kia thì chị không ăn, cứ đòi xúc xích cơ. Mà sao lâu thế nhỉ? Tất cả là tại cái tên này, mua rõ nhiều để chiều các em gái. 12 rưỡi, bố vừa mua nước về thì không thấy con trai đâu. Đây ạ, cu cậu đang nằm ườn trên bức tượng nàng tiên cá. Thấy mấy chị gái tới, xin liền nịnh nọt, được nằm trên đùi các chị thích hơn nhiều. Mặc cho bố gọi khản cổ, thằng con vẫn nhảy múa cho các chị xem. Hết cách, bố đành phải dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với Shin. Bố cũng muốn ngắm mấy chị gái lắm, nhưng Shin bảo bố nên ngắm mẹ Mise thì tốt hơn. Bà cô kia lại chui ra, tưởng bố giở trò biến thái nên gào thét gọi quản lý. Gu của bố mặn ghê, giờ chuyển qua thích mấy bác lớn tuổi cơ à? Sau khi đến văn phòng và giải thích, bác ấy mới chịu chấp nhận mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hôm nay thật là một ngày đen đủi. Shin kéo bố ra bể bơi, cho nước đổ ùm xuống, cuốn trôi tất cả luôn nhá. Tập phim Những ông lão kỳ lạ. Đội phòng vệ chạy ra công viên và rủ nhau chơi trốn tìm. Đột nhiên Shin phát hiện ba ông lão kỳ lạ đang vẫy tay chào. Thấy các ông ăn bim bim, Shin tò mò hỏi đó là gì thế? Là bánh bọc sô-cô-la, món yêu thích của ông đấy. Eo, Shin chỉ thích chocobi thôi, nên ăn một miếng và thấy ngon tuyệt. Các bạn khác cũng chạy đến thử, cho Shin ăn với, vị ngon bằng chocobi luôn nha. Chợt Nene phát hiện, ông cụ này rất giống Kazama. Thấy một chị gái xinh đẹp ở phía xa, ngoài Shin khoái chí thì còn có ông cụ kia chạy ra tán tỉnh một cách lố lăng, bị từ chối thì óng ẹo rất kỳ cục. Quả thật rất giống với Shinosuke. Còn Bo và ông cụ này, họ có nước mũi thỏ lò y hệt nhau. Ông cụ có sở thích sưu tầm đá, tặng cho Bo một viên đẹp nhất cậu từng thấy. Shin, Kazama và Bo đều có. Vậy còn Masao và Nene thì sao nhỉ? Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu tên. Ông cụ giống Shin tên là Jinosuke. Ông cụ giống Kazama Toru là ông Tobe. Cuối cùng là ông Bo. Khi được ông Jin hỏi có mặc gì đặc biệt không, Shin hớn hở cởi quần ra, khoe quần jean Action Kamen. Thật trùng hợp, ông cũng đeo đai nịt bụng Action Kamen nè. Hai con người này dở hơi quá. Kazama và ông Tobe quát cho một trận rồi kéo về chỗ ngồi. Nene tò mò hỏi, trong nhóm các ông có người phụ nữ nào thích chơi trò gia đình không ạ? Bà ấy có xinh đẹp và dễ thương như cháu không nhỉ? Nene liền tưởng tượng đến mình trong bộ đồ quý phái. Cơ mà người già đi đứng như nào hả các bạn? Masao nghĩ họ sẽ còng lưng như này này. Mấy tên kia bắt đầu tấu hài, xếp thành hàng tập dưỡng sinh. Ông Jin phản đối, làm sai hết cả rồi. Khi 70-80 tuổi, các cháu sẽ dẻo dai và chăm tập thể dục như này cơ. Bài tập này có vẻ không hợp với tụi trẻ lắm nhỉ? Lát sau đám con trai đóng giả thấy ông già, nhăn mặt trách móc bà Nene lúc nào cũng tới muộn, hay là tụi mình về xem Action Kamen đi. Bỗng bà Nene xuất hiện và rủ mọi người chơi trò gia đình. Thấy các ông thở dài, đám trẻ liền chạy tới hỏi chuyện. Chuyện là họ đang nhớ tới bà Nono. Kể từ khi kết hôn, bà ấy ít liên lạc với họ lắm. Cũng hơn 30 năm rồi cả nhóm chưa được gặp nhau đông đủ. Không biết phải chờ đến bao giờ nữa. Ba ông thất thểu bỏ đi, dặn tụi nhóc mau về nhà kẻo trời tối. Đột nhiên một ông cụ chạy đến, đó là ông Yasao. Bỗng ông Tobe nhận được điện thoại, bà Nono đang cáu gắt, hẹn đi hát karaoke với nhau mà giờ vẫn chưa tới là sao? U là trời, mấy ông già quá nên đãng trí rồi. Cuối cùng họ cũng gặp được nhau, tụi mình về thôi các bạn. Thật kỳ lạ, khi Shin quay lại thì không thấy bốn ông đâu nữa. Liệu họ có phải đội phòng vệ đến từ tương lai không? Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Xem Shin mà gặp phải mấy tập này thật hách não quá. Tác giả chẳng để lại lời giải thích nào thỏa đáng, khiến ta cứ phải suy tư suốt không thôi. Theo các bạn, chiếc cầu thang đó và những ông lão kia đến từ đâu? Hãy comment bên dưới cho tôi biết với nhé. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nhớ like và đăng ký ủng hộ lớp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!